Chào các bạn, nếu mua 30 của trứng thì chúng ta được tặng thêm hai của nữa. Công thức tính ở đây là 3 x 10 cộng 2. Như vậy phải đạt điều kiện mua 30 của trứng trước mới được tặng phải không? Thực hiện phép nhân trước. Các bạn đến xem số trứng đúng không? Nếu chúng ta lấy 10 cộng 2 trước rồi nhân với 3, nó sẽ bằng bao nhiêu? Không đúng rồi nhé. Hôm nay, các bạn có điều cần ghi nhớ đây. Trong một phép tính, không có dấu đặc biệt. Chúng ta sẽ thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Dấu đặc biệt là gì cô? Mấy cái dấu này mà từ từ nó sẽ đến thôi. Giờ mấy cưng thử làm xem, phép tính này kết quả bằng bao nhiêu? Quy tắc, nhân chia trước, cộng trừ sau và trong phép tính chứa phép nhân và phép chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải, nếu không có dấu đặc biệt. Nhân chia một ở đây rồi, cần xử lý chúng trước. Giờ nhân hay chia trước đây? Trong phép tính chứa phép nhân và phép chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải, nếu không có dấu đặc biệt. Nhưng những gì sau đây mới thực sự đáng sợ Trân <laughs> trọng giới thiệu Bộ ngoặc vừa nãy ai có hỏi đây nha Ngoặc tròn Ngoặc vuông Ngoặc có sức mạnh nhất Nhốt được tất cả các ngoặc lại Ngoặc nhọn Ngoặc tròn dễ thương nên được tính trước Sau đó ngoặc vuông và cuối cùng là ngoặc nhọn Bắt đầu nhé Ngoặc tròn được tính trước Tiếp là ngoặc vuông. Nết là cái ngoặc nhọn. Theo chỉ dẫn thì giờ mình làm cái gì tiếp? Lũy thừa nha cô. Nó cũng đâu có khó khải không? Vậy phép tính cổng cảnh lúc này là như thế này đây. Giờ là qua nhân chia. Trong phép tính chứa phép nhân và phép chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải, nếu không có dấu đặc biệt. Cuối cùng là cộng trừ đơn giản rồi nha. Xí, sí, mà cô ơi, mấy cái này có ứng dụng gì vậy cô? Lớp mình có 4 dãy ghế, mỗi dãy 10 hàng. Vậy có 40 bạn phải không? Nhưng hôm nay có hai đứa nghỉ học. Giả sử lớp nào cũng có hai bạn nghỉ học, có 12 lớp buổi sáng và 12 lớp buổi chiều. Wow! Chúng ta cộng với 5 thầy cô toán, 5 thầy cô khoa học tự nhiên và các thầy cô khác, thêm cô hiệu trưởng và bác bảo vệ nữa chứ. Hôm nay, cô hiệu trưởng sẽ mời trà sữa toàn trường vì cô ngày mai sẽ nghỉ hưu. Wow! Mỗi ly trà sữa có giá 15.000 đồng. Nhưng cô hiệu trường có phiếu giảm giá 500.000. Vậy số tiền trà sữa ngày hôm nay là bao nhiêu? Thực tế chưa? Tính thử đi mấy đứa. Đáp án nhé, có ai khác kết quả không giờ rảnh làm mấy bài này chơi nha bài học kết thúc rồi có ai tính khác không comment cho mình nha hẹn gặp lại các bạn